Thôi tôi tiếp tục ha. Nên thế là đang nói về Trần Thái Tông một cuộc hành trình lên núi Yên Tử, và tức là sau khi nhận được thông tin, tức là nhận được quyết định là Trần Thái Tông, tức là chính bản thân mình phải lấy vợ Trần Liệu đó, đang mang thai 3 tháng. Đây là đến cái thời khắc đó làm quyết định cần phải bước ra khỏi cái bóng Trần Thủ Độ, ha, nói ngang đời đó, ha, bước ra khỏi bóng của Trần Thủ Độ. Và chúng ta thấy Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Văn Hưu thì phê bình vua Trần Thái Tông rất là lớn, rất là lớn. Bởi vì mở cũng sự Trần Thái Tông ra nên trong sách á, có Trần Thái Tông tiểu sử Trần Thái Tông đấy, là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi là vua Trần Thái Tông là một bậc anh minh, có công đối với đất nước, là vì vua khai sáng ra triều đại gia Trần, mở ra những chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên ở chốn phong tha có điều đáng hổ thẹn, tức là cái câu phê bình thì hơi nặng theo chúng tôi. Lý do chúng ta thấy là Trần Thái Tông là một con người sự đó là do sự một con người yêu nước yêu nhân và cả yêu đạo nữa. Đối với quốc gia đại thể, ông được tôn vinh làm vị vua anh minh, đóng vai trò tích cực mở đầu cho triều đại Trần là một triều đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước ta. Mà về mặt đạo á, ông là người đặt nền tảng cho thiên phái Trúc Lâm ra đời, và ông được tôn vinh là bỏ đuộc Thiên Tông Việt Nam, đúng và đơn giản đúng không? Đang bỏ được. Thì cuộc hội kiến ở trên núi Trúc Lâm, như lần trước tôi đã nói, cuối cùng quyết định là ông đã nghe theo lời khuyên của quốc sư Trúc Lâm và trở về núi Yên Tử, vừa làm vua vừa làm Phật. Chính vì là đó ông đã nhận được cái thông chí hết sức quan trọng. Một cái này là bởi vì các ông nắm được đó là từ quốc sư Trúc Lâm, đó là tâm tịch nhi tri thì dẫn cho ông Phật. Tâm tịch nhi tri thì danh chân Phật, đây là long lăng ma biết đó là Phật thật. Như vậy một quan điểm về Phật thể mở ra đời, wow. Như vậy từ khi đạo Phật vào Việt Nam thì chúng ta thấy có mấy lần xuất hiện về Phật thể ra định danh định nghĩa về ông Phật á. Bụt là ông trời ha, nhưng mà ông trời Bụt là ông trời nhưng khả ông trời chỗ là không bao giờ trừng trị kẻ ác. Lần thứ hai là Bụt là nguyên tổ của Đà, Đức là đầu mối của thần mình. Rồi lần thứ ba đến đời nhà Trang thì chúng ta thấy một quan điểm về Phật thể cũng là quan điểm tôn chỉ của thiền thiền phái. Chỉ cần lòng lặng mà biết đó là Phật thật, đấy là quan trọng. Như vậy á, chúng ta thấy này, cái điều kiện cần và đủ để thành Phật, lòng lặng đó. Lòng lặng ở đây là không còn tham dục. Như vậy lòng lặng ở đây cũng định là cho giới, giới và định, và nhi tri này
À, tâm tịch đó là giới định và chữ tri. Long lặng tự nhiên là tuệ sáng, tri là biết, biết chính là tuệ. Đó. Như vậy tuệ khai sáng, đó là Phật á. Đây cũng là điều kiện, cũng là một câu trả lời lý do tại sao dòng thiền Trúc Lâm có nhiều thành viên đông nhất, đồng nhất so với các dòng thiền khác. Bất luận huống chi mà vì sau này vì đọc khóa lục nữa của Trang Thái Tông tuyên bố, bất luận là tượng nam, bất luận là tượng nữ, bất luận là đàn bà hay là con gái, bất luận trẻ hay là già, bất luận là xuất gia hay là tài gia, chỉ cần biện tâm, tức là cần rửa tâm, tẩy rửa tâm cho trong sạch, điều kiện tánh thân Phật, điều có khả năng thân Phật. Đây là một tuyên ngôn rất là rộng, nó phù hợp với cái này. Thì trong bối cảnh xã hội gia tăng, vừa chống lại, luôn luôn là chống lại cuộc chiến tranh xâm lược, vừa bảo vệ xây dựng chiến thiết quốc gia, cho nên vấn đề tham dục này nó vừa phù hợp với giáo lý mà vừa phù hợp với tình hình đất nước đang diễn ra. Đoàn ơi, thầy điều kiện để thành Phật nghe thì rất là cụ thể, rất là dễ dàng, phải không? Chỉ trong lòng bậc hàm dục. Trần Thái Tông về và ông ngộ được cái này, ông thẩm thấu được cái câu nói này, lời khuyên này, câu này mà chính ông trở về đó, chính trở về. Bây giờ chúng ta thấy trong thủ đô nói, nếu mà nước Đại Việt một giờ một phút không thể thiếu vua là vì vậy. Nếu bệ hạ không về thì bệ hạ đi đến đâu thì kinh thành mọc lên tại đó, cho nên buộc lòng. Trong khi đó thì quốc sư đưa ra lời khuyên, trong nội vốn không có Phật, Phật ở trong tâm, long lặng mà biệt, đó là Phật. Nên tâm liên hưởng như vậy, chúng ta thấy những bậc đại trí có những lời khuyên hết sức sáng. Và Trần Thái Tông trở về kinh thành, ngoài thì giờ giải quyết việc quốc gia đại sự, ông dành thì giờ rỗi rảnh vào việc tu học, vào việc thực tập thiền định và cho đến khi ông trì tụng kinh Kim Cương, ông ngộ đến cao ứng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm, thì ông ngộ đạo. Quá trình đó, sau đó ông dương ngôi cho con là Trần Thành Tông. Ông làm thái thượng hoàng, nhưng lòng vẫn cánh cảnh là chi, mong muộn thiệt lập một thiên phái mới ra đời, và sự ưu tư đó nó kéo dài đến đời con của ông là Trần Thành Tông và người thầy, người anh trong đạo của ông, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và Trần Thái Tông là tín tưởng Tuệ Trung Thượng Sĩ, cho nên thỉnh Tuệ Trung Thượng Sĩ làm bậc cư sĩ ngộ đạo, làm thầy dạy đạo cho vua Trần Thành Tông. Và chúng ta có thể đi đến kết luận là gì? Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ và Trần Thành Tông là ba người đặt nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm ra đời, và sự ra đời hình thành và phát triển thiền phái Trúc Lâm như thế nào thì chúng ta sẽ khảo sát.
Nếu như mà về động hát thì mà cho qua thì sẵn sàng động đó. Nhưng mà tiếc thay là tiền là động rất là, mà không học thì là học lại là mất thời giờ dễ nản lắm. Cho nên là trong thời giờ mà đáng học là cố gắng mà học đi cho qua. Vâng. Đừng để cho bị rớt ha. Nghe chú kỳ về đọc lại lần nữa là thuộc, là thi ở đầu. Hả? Vừa rồi tôi xá thi lại khải, tôi xá trình quý vừa rồi thi lại mấy em à. Hai ba em chứ. Có mẹ ở đâu hết. Chúng ta thấy đến thế kỷ thứ 13 là đất nước ta đã trở thành một quốc gia hùng cường và mạnh mẽ, và có thể nói là một trong những quốc gia mà có tâm trong khu vực. Đến thời điểm này có thể là thời điểm mà cả nhân dân Đại Việt tiếp tục thực thi thông điệp là chi? Xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập, tự chủ trên mọi phương diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa. Cho đến tín ngưỡng tâm linh. Tức là xây dựng quốc gia Đại Việt không chỉ độc lập tự chủ trên biên cương lãnh thổ nữa, mà còn phải độc lập tự chủ trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa. Và chúng ta biết từ cột mốc 938 Ngô Đinh Tiền Lê Lý là 200 năm, đến là Trần 1225. Mà vào đây này là để ngang thời điểm kết thúc nhà Lý ấy, thì quốc gia Đại Việt đã hùng mạnh rồi. Và hùng mạnh rồi, hùng mạnh. Và nhà Lý là một nhà nước phong kiến, được là các sử gia nói là thuần tư nhất trong lịch sử, tức là thuần hóa dung chánh pháp để an dân và trị dân. Và nhà Lý đến nay về sự mình lịch sử cũng đã xây dựng quốc gia Đại Việt này, Đại Việt độc lập rồi, tự chủ rồi, và chúng ta thấy tự chủ trên nhiều phương diện rồi, duy chỉ còn cái tự chủ trong độc lập, tự chủ trong tín ngưỡng tâm linh thì nhà Lý chưa làm được. Đó. Có một điểm nguyên nhân vì sao mà trên nền tảng như vậy, trên nền tảng thành quả của nhà Lý, Tân Thái Tông vừa trong một bối cảnh lịch sử đất nước Đại Việt hưng thịnh và độc lập, cùng với cái hoàn cảnh cá nhân của Tân Thái Tông là làm để xây dựng nên một hình ảnh, một con người khởi đầu, đó là Tân Thái Tông vị vua, trong vai trò vừa là vị vua vừa là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng vừa là thiên gia. Và trò lãnh đạo ấm muộn xây dựng một thiên phái mới,
Thế không phải này, do người Việt, khai sáng. Đất nước đã độc lập rồi, chúng ta thấy này, trong tình hình đó, Nha Trang vẫn tiếp tục lấy tư tưởng Phật giáo làm nền tảng. Đạo Phật nước ta cùng lấy đạo Thiền làm đạo căn bản, đạo nồng cốt. Đạo Thiền bị đang diễn ra sự sinh hoạt của ba thiền phái, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lô Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường. Ba thiền phái này, mỗi thiền phái cũng có một nét đặc trưng từng riêng và có những vị sáng, lập riêng, và hầu hết là do người ngoại quốc lãnh đạo tôn trị. Cho nên nhu cầu đặt ra thiết lập một thiên phái mới này, nó đáp ứng hai nhu cầu trực tiếp, đó là nhu cầu về quốc gia Đại Việt và nhu cầu về tín ngưỡng tâm tâm linh. Đối với quốc gia thì xây dựng một thiên phái độc lập tự chủ, thể hiện cái bản sắc của dân tộc. Đối với tín ngưỡng tâm linh vậy, cũng có một thiên phái mới, một thiên phái mới này nó không phụ thuộc vào những yếu tố ngoài lai. Để chúng ta bởi vì xem xét có mấy yếu tố đây. Theo Nguyễn Di Hinh, thiền phái ra đời dựa trên tiền đề xã hội và tôn giáo hình thành trong quá trình vận động lịch sử với bốn mục đích chính: 1. Biểu lộ tính độc lập dân tộc; 2. Thay đổi phần nội dung tiêu cực và thân ngoại; 3. Mục đích thống nhất ý thức hệ để tạo nên Phật giáo nhất tông; 4. Khoác cho mình chiếc áo của một tôn giáo mới. Như vậy, vấn đề lịch sử truyền thừa thiền phái Trúc Lâm được lý giải như thế nào? Như vậy chúng ta thấy được đúc kết lại ha, đó là những yếu tố, những cái nhu cầu và cấp thiết là tạo. Sự danh trọng ra đời của một thiên phái Trúc Lâm. Như vậy là đây là những cái điều kiện tiên quyết ha, để dẫn đến sự ra đời. Nãy giờ tôi phân tích đã, đúng không? Cái này không thể thiếu. Rồi quá trình hình thành thiên phái Trúc Lâm, thứ nhất là gì? Dạ, mày bị có đọc thiệt không? Đọc rằng để tiện đến thành lập một thiên phái Trúc Lâm thì thông thường thì có các yếu tố sau đây. Một là gì? Sạch đó. Hả? Có thông thường có yếu tố sau đây. Phải thiết lập: một là giáo chủ, hai là gì? Tôn trị. Như vậy thiết lập thiên phái mới mang bản sắc của người Việt thì cũng như là thiết lập một tôn giáo mới mà dành cho người Việt. Thì cả yêu cầu, các điều kiện cần và đủ, hay nói cách khác, các yếu tố tức đều phải chuẩn bị hết. Tôn trị là gì nữa? Hả? Giáo lý. Chứ nữa
Tín đồ nghi lễ. Như vậy đó, bất cứ thành là một tôn giáo hay là một thiên giáo mới thì phải kiến tạo theo các nhà tôn giáo học, để một tôn giáo mới ra đời các thanh tổ làm nên một tôn giáo là gì? Như vậy phải có vị giáo chủ, có vị có tôn chỉ, có giáo lý, có tín đồ và có nghi lễ. Còn thiếu một những cái yếu tố này thì nó không phải thành là tôn giáo, trở thành là học thuyết thôi. Đó, học thuyết thôi. Như vậy mày bị nhớ tiên đô để tiên đê để mà ra đời thì không phải trúc lâm là gì? Thế rồi là nghe coi, cái tiên đê á, một Phật, thưa thầy, thưa đại chúng, tiền đề để hình thành thế nên thiền phái Trúc Lâm đó là, thứ nhất là được xây dựng trên nền. Tiền đề thứ nhất là về cái xã hội, đó là nhà Lý đã xây dựng nên một cái quốc gia độc lập tự chủ về lãnh thổ biên cương. Nhưng về vấn đề độc lập tín ngưỡng tôn giáo văn hóa thì chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Và thứ hai nữa là cái sự trăn trở của vua Trần Thái Tông. Cái trăn trở của vua Trần Thái Tông đó là vấn đề độc lập tự chủ của đất nước không chỉ là về lãnh thổ biên cương mà còn phải triệt để trên mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh. Thì nhà vua đã nhường ngôi và làm Thái Thượng Hoàng và đồng thời cũng tham thiền và tiếp tục đeo đuổi theo chí hướng để thiết lập nên một cái thiền phái mới. Và với cái trăn trở đó đã là một cái động lực khiến cho Ngài đã cùng với lại Tuệ Trung, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ và vua Trần Thánh Tông đã thiết lập nên thiền phái Trúc Lâm. Và đó đã đáp ứng được hai nhu cầu của thời đại. Thứ nhất là xây dựng được nền kinh tế, chính trị, văn hóa tự chủ. Thứ hai là về mặt tín ngưỡng tâm linh cho dân tộc. Nam Mô Di Đà Phật. Đó là những nguyên nhân tiền đề để ra đời thiền phái Trúc. Và sự nỗ lực của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ và vua Trần Thánh Tông thì thiền phái Trúc Lâm chính thức ra đời bởi vì giáo chủ đó là vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông á là ai? Là vị vua thứ ba của đời Trần. Ngài ra đời trong một cái huyền sự và lịch sử của người Việt. Ngài ra đời sơ tổ Trần Nhân Tông. Về Trần Nhân Tông, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi tên Húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu, sinh năm Mậu Ngọ Nguyên Phong năm thứ 8 tháng 11 ngày 11, được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo,
thần khí tươi sáng, hai cung đều cho là lạ, gọi là kim tiên đồng tử. Trên vai bên trái có nốt ruồi đen, cho nên có thể cán đáng được việc lớn. Ở ngôi 14 năm, 5 năm, xuất gia 8 năm, thọ 51 tuổi, băng ở am Ngọa Vân, núi Yên Tử, đưa về ở Đức Lăng, vua Nhân Từ Hòa Nhã, có kết lòng với dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, thật là bậc vua hiện của nhà Trần, song để tâm nơi kinh Phật, tuy nói là để siêu thoát, nhưng đó là đạo của thánh nhân. Như vậy chúng ta thấy Trần Nhân Tông được dân tộc ta ấp ủ và cho tại sinh. À, thì giờ đời này trở thành là Phật Hòa Trang Nhân Tông. Ngài sinh ra trong một huyền sự, tất cả các vị giáo chủ á đều có một vừa tịnh huyền sự, vừa có một huyền sự, vừa có lịch sử. À, huyền sự thế nào phải bắt nguồn từ cội rễ văn hóa dân tộc để tạo ra một hình tượng thật đời, và từ hình thật đời đó nó đấy lại tạc nằm ngược lại huyền sự đó. Và chúng ta thấy Trần Nhân Tông cũng được mô phỏng trở thành một vị Phật Đại Việt không khác gì vị Phật Ấn Độ. Wow. Ngài sinh ra không phải bình thường, Ngài có huyền sự, mẹ Ngài đi chùa tứ phục năm mòng và thành vị thân cầm lưỡi liềm và thanh gươm đi ngang qua bồng bà về trưa đỡ về mẹ ba mẹ Ngài có thai và thạc sinh ra Ngài. Khi sinh ra Ngài á, Ngài là thân vàng ròng, là không phải văn nhạc mà nữa, việc văn nhạc u ga tịt văn rong. Cho nên là chi phát ánh sáng là vang rực chiếu đời chữ 4 số 9 nữa nè. Cho nên là chi mời ông thầy tượng tới mà để tượng coi. Cùng nhầm như bên Phật Thích Ca thì có làm ông gì? À, thì đã tới. Thì xem tượng đó, ông này là Ngô Ca Lâm Vua, ông thì Sơn Hà, hai xuất gia thì làm Lâm Phật, Lâm Phật. Cho nên khi thấy là thân vàng ròng, đặt tên là chi? Kim Phật. Ra là một bảo hiệu cho sự đi tu rồi trong tương lai. Rồi là có hạ một là trở thành vị Phật trong tương lai, xuất gia thành vị Phật trong tương lai. Hai, nếu mà làm không xuất gia thì trở thành vị thống lãnh thiên hạ, thống lãnh thiên hạ Sơn Hà. Cho nên khi lớn lên, vua cùng ngài lắm đến 56 tuổi 7 tuổi là gả cho công chúa rồi. Nhưng mà Trần Nhân Tông từ chối, mà giới thiệu cho ai? Giới thiệu cho em đó, ngài. Rồi sau đó chứ ngài cũng vào núi Yên Tử. Và một đêm nọ ngài cũng làm cuộc hành trên ba núi Yến như phải tự tất đặt đa vậy, và cũng giả từ người đẹp rồi cũng đi đâu vô núi Yên Tử. Vô núi Yên Tử Phật Thích Ca tu hành 6 năm khổ hành, còn Ngài Trần Nhân Tông tu hành khổ hành 12 năm. Sau 12 năm tu hành khổ hành thì cũng rõ ra
Cho nên đi ra dòng sông đồi chi lưu sống sông Hồng. À, ngang phải ngài ngồi thiền này cho các quên lộn bỏ băng. Ngài ngồi thiền cùng bộ mấy chuyện ngài đem tư duy thiền định không phải vì gốc cây bồ đề, khi nào biểu thầy 13 gốc cây bồ đề chưa biết, nhưng mà sự chết là ngài ngồi dưới gốc cây tùng. Tư duy thiền định thì đúng là sau 12 năm khổ hạnh á, là ngài từ bỏ dù khổ hạnh. Không, tôi nói đúng không phải lộn đâu. Ra dòng sông đồi chỉ lưu sông sông Hồng tắm rửa đó, rồi còn có được một cô nàng dẫn sữa nếm yêu để uống tình. Tại danh sửa xong rồi ngài mày vô ngồi thiền. Tức là sự chết cũng huyên sự Phật Thích Ca cũng tại hiện như là Phật tổ gốc vậy, mà với bối cảnh của lịch sử Việt Nam, ngài vào rừng núi Yên Tử tu hành 12 năm khổ hành, sau đó ngài cùng xuống sông đồi. Sông đồi là chi lưu của sông Hồng. Đồi, 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 D-O-I, nàng đồi. Ôi này ôi, sông đồi, sông đồi. Và tắm rửa, rồi cùng uống được một ly sữa thương hiệu Vinamilk đàng hoàng. Sau đó ngài nhập thiên đình 49 ngày đêm dưới gốc cây cái tùng đó, cái tùng cây của Việt Nam chắc ngoài Yên Tử toàn tùng A La Hán. Thì những cái chi tiết nhỏ nữa chi cũng là tạo ra để người Việt. Và sau khi thành đạo, ngài làm một cuộc hành trình là trở về đồ cho vua. Hả? Trở về thành Thăng Long thuyết pháp là đồ cho tất cả những người hoàng gia. Thì bây giờ là Trần Ánh Tông, Trần Ánh Tông là người trưởng ban tổ chức, cho nên là chỉ đọc đoạn này thấy là to hơn bên chỗ Phật Thích Ca. Cũng đứng hai bên đường, lòng tàn cúng rước cái lễ mà rước vua Trần Nhân Tông trở về kinh thành. Thì Việt Nam có khác, về thì bên kia thuyết ba chữ đầu tiên thì để mình ngủ mình kính vô ngã mà. Nhưng mà bên này về thì thiệt thập thiền và truyền giới tám cái ngụ giới cho toàn bộ hoàng gia. Và cái lễ này kéo dài 7 ngày 7 đêm mà cắm lửa, tức là đây là một sự kiện hết sức là lớn. Như vậy á, quá trình tiếp nhận đạo Phật đến đỉnh cao, trở lại câu đầu tiên ha, hệ tự pháp, 6 hệ tự pháp là tiếp biến dẫn đến một Phật thể, một vị Phật Việt Nam bằng xương bằng thịt, xương bằng thịt đó là. Như vậy á, Trần Nhân Tông là mẫu người, là mẫu vị Phật của người Việt Nam, nó chuyển hóa quá trình tiếp biến từ Phật pháp văn rồi dẫn đến đó một tiếp biến tốt tốt vị Phật Việt Nam Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bởi vì muốn hiểu rõ thì đọc tiểu sử Trần Nhân Tông ở trang
78. Tịnh Tông là một nhà văn hóa lớn, vừa là thiền sư, ông để lại nhiều tác phẩm lớn. Trong đó nổi bật đó là Cư Trần Lạc Đạo Phụ, cũng thể xem bài này như là tôn chỉ của thiền thiền phái. Và đề ra học thuyết Cư Trần Lạc Đạo Phụ đó. Ông là người sáng tạo thiệt. Như vậy đó. Và chúng ta thấy từ Phật thể qua cấp độ thứ ba rồi. Đề tôn chỉ của thiên phái, tôn chỉ thiên phái, tôn chỉ thiên phái là gì? Một biệt tôn chỉ của thiên phái thì phải đọc Thiên Tống Chỉ Nam Tịch. Trúc Lâm là người mà ở đâu là để tạo ra một dòng thiền mới, chứ biết lúc đó Trang Thái Tông chưa đạt là Trúc Lâm chi cả. Đó là Thiên Tống Chỉ Nam Tự, là tác phẩm Kim Chỉ Nam Hành Thiền do Trang Thái Tông biên soạn. Về sau Trần Nhân Tông cũng căn cứ vô tác phẩm này mà tiếp tục thiết lập. Thì tôn chỉ của Thiên Tông, bất cứ dòng thiền nào cùng lại tôn chỉ là kiện tánh thánh, thành Phật, kiện tánh thánh Phật đó là. Điểm khác biệt của thiên phái Trúc Lâm á là xuất phát từ nhận thức là thông điệp mà quốc sư Viên Chứng, tức là quốc sư Trúc Lâm á, nói á, là khi mà Trần Thái Tông lên núi Yên Tử hỏi con muốn làm Phật chứ không thà muốn làm vua nữa, thì Trúc Lâm nói rằng là trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm. Đó. Như vậy á là tiên đề thứ nhất, đó là tôn chỉ là Phật ở tại tại tâm, Phật ở tại tâm. Cho nên điểm khác của dòng thiền Trúc Lâm so với thiền phái vậy khác. Ai cũng có khả năng thành Phật, mà vấn đề của thiền là kiện tánh, tức là thấy tánh, là thấy thành thành Phật. Nhưng mà giữa cuộc đời này, giữa cõi trần tục này nó lộn xộn lắm, mà không ai có thể vô rừng ở ăn rồi mà tu được hết. Mà họ phải sống giữa cuộc đời trần tục này rồi cùng cơm áo gạo tiền đủ thứ hết, chứng phải tu. Trong khi bối cảnh nhà trần bây giờ một mặt là gì, lo kiện thiết quốc gia càng ngày càng hưng thịnh, một mặt là luôn luôn làm một cuộc chiến tranh về quốc, bảo vệ thành quả mà các đại triệt đã tạo dựng ra. Đó là gì? Là ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đó vào nó xảy ra thường trực liên miên. Một đế quốc Nguyên Mông nó bình định cả gần như thế giới, là bình định cả thế giới. Cùng xâm lược qua châu Âu, rồi vô châu Á, đi tới đâu bọn ngừa Nguyên Mông đi tới đâu là thẳng lại đó. Nhưng vào Việt Nam bị đối kháng. Cho nên Phật tại tâm, đó, Phật tại tâm, sơn vô bản Phật, Phật ở trong núi. Thế thì Phật ở đâu? Phật ngay trong đời thường này, bất cứ ai sống như quả trần tục này. Cho nên tuyên ngôn đầu tiên đó chi, mình ngồi thanh thì nết dùng sơn lâm. Thế là trần tục mà nên phúc ấy càng yếu hết tất, sơn lâm chẳng cấp hòa kia đồ công. Đó, đó.
Nghĩa là Trúc Lâm khuyên mọi người mặc dâu xong rồi vừa quay đê trang tục. Nhưng mà để phúc ở đời còn hơn là sống ở trong núi chúng sanh, không đồng góp gì cho quốc gia xã hội, không đồng góp gì cho đạo pháp thì rất là buồn. Sống vừa qua đời trân tục mà góp tạo phúc ở đời đạo còn hơn trong núi rừng ẩn mà không đồng góp gì, thật là đáng trách. Trong khóa ư lục á thì Trần Thái Tông là cùng việc rất rõ khi kiện tàu dâm thiên mới, bất luận là tượng nam, bất luận là tượng nữ, bất luận là ảo thờ đàn ông hay là đàn bà, hay là bất luận là người già hay trẻ em, bất luận là tăng hay là tục, xuất gia hay tại gia, duy tôn biện tâm, chỉ cần biện tâm là kiện toàn thành Phật. Cho nên những quan điểm, những cái tôn chỉ, những cái tiên đề này này, nó tạo ra cho thiền phái Trúc Lâm đủ mọi thành phần, đủ mọi thành phần. Các dòng thiền khác để trở thành một thành viên thiền phái, họ phải vào chùa và sống theo quy định của thiền môn, mà phải cạo tóc, phải xuất gia mới trở thành thành viên của thiền phái đó. Tuy nhiên dòng thiền Trúc Lâm thì không giới hạn về hình tượng, đạo vô hình tượng, bất cứ thành phần nào cũng được hết. Chỉ cần gì? Chỉ cần biện tâm, tức là rửa tâm, sám hối tâm, để tâm đến thánh tục, đồng như là tuyên ngôn tâm tịch nhi tri thì danh chân Phật, lòng lặng mà biết đó là Phật thật. Về giáo lý là bất lập phán từ kiện tạnh thanh thanh Phật. Tuy nhiên dòng thiền Trúc Lâm bằng chủ trương thiên giáo song hành, thiên hòa Trúc Lâm bằng thừa hưởng toàn bộ hệ thống kinh điển của Đại Thừa, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã. Bằng chứng là trong tám tổ thực lục ha, cũng ghi lại Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang là những là ba vị tổ Trúc Lâm, cũng như các vị khai sáng, các vị đặt nền tảng thiên hóa Trúc Lâm như là Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ và Trần Thánh Tông là những vị đặt nền tảng cùng căn cứ vào giáo điển Đại Thừa, nhất là các bộ kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa để xây dựng học thuyết của thiền phái. Thiền phái mình bên cạnh đó chủ trương thiền định, thực tập thiền định là vô cùng quan trọng. Chúng ta thể đọc tác phẩm Khóa Hư Lục, chúng ta thể là tòa thiền Trần Thái Tông đã biên soạn về phương thức hành thiền rất là lớn. Phương thức hành thiền á, ngay cả niệm Phật cũng được chuyển hóa thành phương thức hành thiền. Đó. Niệm Phật là pháp môn tu tập từ lâu. Tuy nhiên đến khi Trần Thái Tông và kể cả Trần Nhân Tông sau này, và Trần Nhân Tông này thành lập thiền phái mới, chủ trương là hành thiền, thế nhưng cả bộ phận dân tộc Việt Nam
bằng theo pháp môn tịnh độ thì Trân Thái Tông đã viết ra cái phương thức hành thiền niệm Phật. Bởi vì mở ống sách bài phương thức hành trì tu chỉnh ấy, tráng bày đó, mục lục cỏ nữa, là chúng ta thấy đây là một nét đặc sắc nhất của thiền phái Trúc Lâm. Dùng niệm Phật như làm đối tượng để thực tập quán chiếu, tránh thân đoan tòa niệm Phật cũng vậy. Tránh Phật chứ là thiền. Mà việc chứng đoạt trong niệm Phật luận việc rất hay. Khi là tránh thân đoan tòa ngồi mà niệm Phật thì miền là nhớ nghĩ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì trong lúc đó không thể chửi bày hay là nói bày được, hàng rất là thực tế, việc rất là thực tế, đúng không? Khi mình ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, thì miệng mình cũng nói bày được rồi, mình đọc danh hiệu Phật và nhớ nghĩ đến Phật, đó là quả việc rất là thực tế. Niệm Phật có ba cấp cho những người hạ căn, người trung căn và người thượng căn. Còn thiền là tòa thiền, phương pháp hành thiền, đưa đến cả cống ngạn thiền nữa là thiền và Trúc Lâm đầy đầy đủ. Nhưng mà tôi muốn nhận mạnh có cái phương pháp niệm Phật như là phương pháp hành thiền là một điểm mà sáng tạo, đồng thời vẫn là thừa kế không bỏ, không bỏ tình độ. Cho nên là Việt Nam mình tích hợp đây là chuyển hóa rất là cả. Và chúng ta biết cái trong các mùa án cư thiền phái Trúc Lâm bằng tổ chức án cư Kiệt Hạ, tôi có việc mấy ba về án cư Đề Trăng ấy, tổ chức quy mô cấp độ địa phương và cấp độ quốc gia là do hoàng gia đứng ra tổ chức ấy. Sau khi mà tu tập 3 tháng rồi ấy, là có cấp chứng điệp của vương triều nữa, là đi đâu được nhiều quyền lợi nghiên cứu và được nó để vô án cứ kiệt hạ của đào trang quốc gia thì rất là khó khăn, phải thi tuyển tại Quỳnh Sơ, Quỳnh Lâm, tại Vĩnh Nghiêm, đó những là đào trang cấp quốc gia hết vua chúa bảo lãnh, và có các thời khóa tu tập. Và trong các thời khóa tu tập là mời những vị cao tăng trong nước ngoài nước giảng dạy kinh pháp Hoa, mời vị đọc tám tổ thực lục cái sở thầy giảng dạy kinh pháp Hoa. Ví dụ như kinh pháp Hoa là một kinh dài, trong 3 tháng thời gian hết được, Tăng Nhân Tông ra lệnh cho ngài Pháp Loa phải biến soạn lại thật tinh gọn và giao cho ngài Huyền Quang Hiệu Định để giảng giáo trình pháp Hoa sở lược ngồi trong vòng 3 tháng phải đầy đủ. Đó là cho nên là dòng thiền này vẫn chú trọng đến là giáo điển. Hay là kinh Hoa Nghiêm được triển khai rất nhiều. Vì Hoa Nghiêm là bộ kinh sẽ dẫn đến là học thuyết cứ trần lạc đạo. Cứ trần lạc đạo thả tùy duyên. Tí nữa. Cơ tắc sáng hệ khổng tắc miên. Câu thứ 3: Nhá trung hữu bảo hữu tâm mít, đối cảnh bố tâm mạc quẩn thiền. Chúng ta đọc bài kệ này cùng xem như là tốn chỉ, và cùng xem như là đường hướng cốt lõi của dòng thiền Trúc Lâm này nó xuất phát từ kinh nào. Kinh Hoa. Kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh mà nó chứa đựng triết lý trung duyên, duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này chi nữa, cái này mất thì cái kia mất, cái này diệt thì cái kia
diện. Hay là cách khác, Kinh Hoa Nghiêm đề cập đến sự vô ngại, lý vô ngại, sự lý vô ngại, và sự vô ngại, lý vô ngại, sự lý vô ngại, vân vân. Thì ở đây này, cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cứ trần là ở đời á, mà cái khát vọng lớn nhất á là mong cầu được hạnh phúc, được lạc, được hạnh phúc. Hạnh phúc đồng nghĩa với sự lạc đạo. Nhưng mà lạc đạo như thế nào? Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đó là khát vọng hay là hả? Cũng khát vọng, cũng là một khát vọng. Dễ làm không? Tới đến giờ phục giờ làm cũng được. Ai cho mình đoại mà có cái ăn liền được đâu. Đâu dễ. Nói nghe thì rất dễ, thoảng thì rất vui, thoải mái thật sự. Đoại thì ăn, mệt thì ngủ. Ai cho ông ngủ giờ chưa tục quay bây giờ nữa. Và ngủ phi thời đâu được. Cha mẹ mình có quyền ngủ ban đêm không? Có. Về mặt lý là có. Nhưng mà cha mẹ mình nghĩ cho kỹ, trong một gia đình chưa chắc đã ngủ được ban đêm. Hả? Lo cài. Tôi nói thiệt cái gì? Ông cài đó mày, vì được sinh ra, được tồn tại. Và ai già chi muốn thức khuya, đúng không? Ai là ưa ngủ sớm. Nhưng mà ngày mai con cái, ngày kia con cái, đứa thì xin tiền đóng học phí, đứa thì xin tiền mua xe, đứa thì đau, đứa thì ốm, cha mẹ làm ngày không đủ, phải tranh thủ làm đêm. Cho nên cái lạc đạo nghe thì cứ ở đời ấy, thì phải lạc đạo. Tôi giảm thêm mà kể này. Nhưng để lạc đạo ấy, ra cái cụ thể ấy, là đói thì ăn. Kể tới là mới tiêu chí. Nhưng mà cái đáp ứng điều kiện để đáp ứng cái lạc đạo tối thiểu nhất, đói thì phải có cái ăn, mệt thì phải được ngủ. Đó. Bác khô mình còn tăng tập bắn khoăn giấc ngủ chẳng thanh nữa, năm mùa đầu ngủ. Vì bây giờ mày bị chết có trách nhiệm. Đó. Trước khi có trách nhiệm là trụ trì. Con ở ngoài đời làm cha làm mẹ, họ lo ghê lắm. Tiền đền thả người trai tệ trước mặt á. Còn bây giờ mày viễn tự chủ. Ở đúng chùa thì thầy tổ lo, đi học ở học viện thì học viện lo. Đuối tệ rồi còn mặc áo vô mặc áo ra, đi vô đi ra, học ăn rồi ngủ. Thôi. Thì lần một đầu thì ok, mà đầu cũng được nữa, rạng động thêm 450. Alo, cho thầy 450, 500 ngay nộp để động học phí. Học tiếp lần hai. Nhưng mà không nói vậy. Thầy càng 500 ngàn này mua sách để nghiên cứu. Ai giá chứ nói đây. Cho nên là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cho nên bổn phận người cha, người mẹ và người thầy, ông này ở trong vai trò, ông Việt cái bài này ở trong vai trò là lãnh đạo cả quốc gia nè. Phải không? Làm thế nào để mà dân chúng
khi mà có mưa, mưa gió mưa phong địa vụ thường quốc thải dân nga một lần phong địa vụ thường hạn lồn sồn á ha, bão tố rồi thiên tai bạo lục vào mất mùa, lại cái gì mà cung cấp cho dân liền, đói thì ăn, dân đói lại chứ cho ăn đây, mất mùa thiên tai phải lao mà làm dư trừ là và là ngấn khổ quốc gia lúc nào vậy thưa. Đó, cho nên tinh thần ba nên dữ dội lắm. Đó là về mặt vật chất á, từ vật chất yên ổn khi là tinh thần mà yên, yên ổn mới lạc đạo được, lạc đạo và đòi hỏi cả tinh thần cả vật vật chất cả vấn đề. Hai câu sau à, trong nhà có của thôi tìm kiếm. Thì nhớ là câu nói trong những tâm ái trọi buộc mà đi tìm câu giải thoát. Ái trọi buộc mà đi tìm câu giải thoát. Mình tự trọi buộc mình mà đi tìm câu giải thoát, phải không? Mình tự đề ra chỉ tiêu cần phải có chiếc xe Honda trong năm nay, còn một cái iPhone 7 trong năm nay, cái này mà khi nào mình tự trói buộc mình vào một khi khổ quá mà đi xin khổ theo chiếc điện thoại, khổ theo chiếc xe hơi, khổ theo chiếc tivi, khổ theo cái áo, khổ theo cái quần, khi nào mà khổ quá rồi mà đi tìm câu giải giải thoát, người mà hội hàng biệt là thất tạ thêm cân. Cho nên của bảo đó là gì, là có sẵn, ai có cái của bảo hết mà từ mình mà gìn giữ lấy, từ mình mà khai thác cái của bảo lấy, không thôi á thì như là kẻ đồng tử phải không, có của trong gạo ảo mà. Cho nên á, ba cứ trang lạc đạo phụ này bốn câu đó là bốn câu kẹt thôi, bốn câu kẹt thôi, bốn câu kẹt của ba kệ của ba phụ cứ trang lạc đạo phụ. Đúng như mình ngồi thành thì nết nhân sơn la mang giang thể tịnh từ tại thắng tâm cũng nằm trong ba phụ này cả. Ba phụ này rất dài, còn lại cả đây đối cảnh vô tâm hòa chí thiền đó, và hai câu sau về nói về thế giới tâm. Đến ai ưa lạc đạo hết mà rất là cụ thể. Như vậy thực thi được cái bài kệ này là mình đã sống được an lạc rồi đó, chứ mấy vị tương tương là mấy vị đoại cõi chí vô mà tụ là nắng được không? Cũng được, được đó mình phải vào nỗ lực quá mà nỗ lực làm, nỗ lực lao động mà có sữa bơ tẩy cây với bỏ tủ lạnh được chứ, đòi mà vô lấy ra của mình mà dầm lấy đi, con của khác dầm lấy được không? Được đâu vậy lấy, con mệt mới ngủ, ngủ khi nào, lúc nào ứ là ngủ được đâu. Cho nên về giáo lý này nó không được xuất phát từ cứ trang lạc đạo phụ, là nó xuất phát từ hai bộ kinh, kinh Hoa Nghiêm và kể cả kinh Pháp Hoa. Và như vậy á, Thiền Phái Trúc Lâm sáng tác rất nhiều kinh điển, mà ngày nay chúng ta có một hệ thống kinh điển Việt Nam. Đó, và hệ thống kinh điển Phật giáo Việt Nam. Mà mày vì muốn khám phá 5 năm mấy rồi? Hả? Sáng năm mà muốn khám phá Phật giáo Việt Nam thì vô khóa Phật giáo Việt Nam. Về ra trường nhưng chả khó, chứ khó ở Việt Nam rồi mà học vẫn ra trường được nữa con, chứ đi đâu mà học ra trường được. Tức là hệ thống kinh Phật giáo Việt Nam cũng đầy đủ kinh
lực lượng mà đời trần, nhất là thiên phạt trúc lâm này sáng tác rất nhiều. Đó, sáng tác rất nhiều. Ví dụ như khóa hư lục trở thành là khóa hư kinh, là một cuốn kinh nhật tùng hàng ngày, mà bây giờ thiên phạt trúc lâm thiên chiếu cũng tùng này, cũng tùng hàng ngày này, tùng hàng ngày. Lục thời xã mới khoa nghi đời nhà trần, trong khi đời nhà trần có bộ kinh là Lưu Hoàng Sạm bị thủy sạm rồi, nhưng mà trần dân tông bằng biên soạn bộ kinh lục thời sạm hội khoa nghi, sạm hội sáu căn chia ra sáu thời, mỗi ngày tinh thần định gia trần này là tinh thần đại việt, tinh thần dân tộc đẩy lên cực đỉnh luôn. Và trần thái tông cái định suốt cả đời trần là chủ trương bỏ yếu tố ngoài lai, càng nhiều càng tốt, cái chuyện gọi là thuần việt hết, từ trong kiến trúc, trong xây dựng, trong kinh điển, và cũng xây dựng nhiều bộ luật, ngay cả bộ luật hình thư là bây giờ gọi là bộ luật hình sự, là Trần Nhân Tông đưa 10 điều thiện vào và 5 tội đầu là tội phạm giới trong á, là ví dụ như giết người là thuộc diện bất sát sanh. Nhưng mà Trần Nhân Tông thì vẫn cho lý làm ngán đạo rồi, vẫn chưa đủ, phải mớ thêm đối với 75 tuổi trở lên là miễn tội chết, mà trẻ em dưới 15 tuổi cũng miễn tội chết. Đó là tính nhân văn cao, phạm tội giết người nhưng mà trẻ vì nhà 15 tuổi trở xuống, 70 tuổi trở lên là miễn tội chết, mặc dù phạm tội trong. Cho nên bộ luật hình thư là ta định đây trang toàn bộ là đưa tinh thần Phật giáo vô hệt. Và giáo giả bây giờ là như là học thuyết thôi nha trường. Rồi chúng ta có cả tám thứ lực quá, chúng ta có thánh đăng ngự lực, tuệ trung thường sĩ ngự lực, rồi thiên nguyện tập án ngự lực, rồi có kính viên giả, kính viên giác, rồi có kính pháp hoa của Việt Nam nữa, tất cả những cái gì đó mà đều thể hiện cái tinh thần kính luật luận và cả cái văn học thuyền môn. Văn học thuyền môn tiệc tai lớp này 45 tiệc có thi giờ nói về văn học Phật giáo Việt Nam chịu gia lý thứ ba bọn là tín đồ và nghi lễ. Tên là lối nhau văn đó. Tín đồ á, không có thiên phải nam mà có tín đồ đông nhất như dòng thiền này. Bởi vì sao? Vì tiêu chí là có hai cơ sở để mà nói như vậy. Một là trong thiền tông chỉ nam tử là đã và bồ đề pháp bồ đề tâm văn do Trần Thái Tông biên soạn đã kêu gọi mọi người đến với dòng thiền này, là bất luận là tài gia hay xuất gia, bất luận là tượng nam hay tượng nữ, bất luận là người già hay người trẻ, duy chỉ có biện tâm là kiện tánh thành Phật là một ý. Cái thứ hai là để điều kiện để mà thành Phật á là tâm tịch nhi tri. Quán điểm về Phật thể hết sức là đơn giản, về cụ thể tâm tịch nhi tri thì danh chân Phật chỉ có cân long lặng mà biết đó là Phật thật. Và hình thức tu hành ở thành thị cũng như ở núi miền sao mà biền tâm tính tận tu hành là được. Mình ngồi thành thì nệt nhùng sân lâm, ở thành thì ngay đúng chỗ ngoan cúng đô thị ô nga, nhưng mà tâm thức mình như là người ở trong rừng nội dạy. Cho nên là những điều kiện đó, những tiêu chí đó trở thành thiền phải trúc. Ngoài ra là trên con còn
mà cũng có hạn chế bất cứ tham thân, tham thân nào ở trong xã hội. Đó là điểm mạnh của dòng thiền này. Còn các dòng thiền khác thì mình, cho nên chúng ta thấy ai có điều kiện xuất gia xuất gia, mà ai có điều kiện xuất gia thì thôi. Ngay dòng thiền Trúc Lâm chúng ta bị dân số đỏ bao nhiêu, mà thời đó đã lên đến 15.000 chư tăng, là thấy là quả rất là đông. Còn các mùa án cư thì là hoàng gia đứng ra tổ chức rất là lớn và hỗ trợ. Bởi vì lên mạng đánh nghe bài thời khổ án cư đời Trần á, là bởi vì thấy tinh thần tu học thời Trần về những cái mô hình đạo tràng tình nghiệp của nhà Trần là sẽ có thấy hiểu rất rõ. Ba tôi có việc thơ khoảng cứ đề trăng. Còn Thiên Mã Trúc Lâm cùng trồng truyền nghi, nghi lệ đó. Chúng ta đọc tám tổ thực lục thấy nghi lệ truyền thừa là cho Pháp Loa lên ngôi đề nhị tổ thường rất là long trọng. Hay là các buổi khai đường diễn thuyết đó cũng rất là lớn. Rồi các lễ hội rước Phật cũng rất là vĩ đại. Thời Trần có nhiều lễ hội về nghi lễ Phật giáo. Yếu tố nghi lễ là không thể thiếu trong một tổ chức thiền phái. Thế thì có năm yếu tố để trở thành một tôn giáo mới, thành lập một thiền phái mới, thì thiền phái Trúc Lâm đã đầy đủ. Kêu lên nói hết á, anh nào còn đó tôi cho được chục điểm. Tổng về chuẩn bị hai câu quá trình tiếp biến đạo Phật vào thời kỳ nhũ nhập, trình bày quá trình tiếp biến đạo Phật vào thời kỳ Phật giáo nhũ nhập nước ta là một câu. Câu thứ hai là trình bày sự ra đời hình thành và phát triển của dòng thiền Trúc Lâm, những cái gì nội dung là không? Tại vì học hai câu là chắc thi đủ rồi đó. Hả? Hai câu là được.